Oan nghiệt cuối đời. Ta mới về nhậm chức ở phủ này, phải làm sao lập lại kỷ cương phép nước, làm cho nhân dân ai ai cũng yên vui no ấm. Tri phủ đại nhân, tri phủ đại nhân ơi, xin cứu mạng con gái tôi. Tri phủ, xin ngài cứu mạng con gái tôi. Ơ kìa cụ, có việc gì thế ạ? Ngài có phải là tri phủ mới nhậm chức không? Đúng cụ ạ, tôi đây. Có chuyện gì mời cụ vào phủ rồi nói. Đa tạ đại nhân. Và đến thỉnh cầu đại nhân cứu con gái tôi. Con bé mới 16 tuổi nhưng sắp bị ném xuống sông rồi. Thưa cụ, tôi vẫn chưa hiểu, sao gọi là sắp bị ném xuống sông? Vậy là ngài chưa biết, ở vùng này có tục cưới vợ cho hạ bá. Mỗi năm hội đồng bô lão sẽ chọn trong số các cô gái trẻ trong làng một người xinh đẹp nhất, ném xuống sông làm vợ hạ bá. Sao lại có hủ tục tàn nhẫn như thế được? Vậy mà tục lệ ấy đã tiếp diễn ở vùng này cả trăm năm, không ai thay đổi được, ai chống lại đều bị trừng phạt rất man rợ. Tri phủ, xin ngài cứu mạng con gái tôi. Thật là một hủ tục tàn nhẫn. Cụ cứ yên tâm, việc này cứ để tôi lo, không thể để ai phải chết oan chết ức tiếp diễn nữa. Hôm nay tôi cho mời các cụ đến là muốn bàn với các cụ về lễ cưới vợ cho hạ bá. Đại nhân không cho mời thì chúng tôi cũng đang định đến gặp ngài vì việc này. Lễ cưới của hạ bá không thể thiếu tri phủ đại nhân. Ngài sẽ là người chủ trì hôn lễ đó. Sao cơ? Tôi là chủ hôn à? Không không, thực ra hôm nay tôi cho mời các cụ đến là muốn bàn với các cụ xem xét lại việc này. Đây không phải là một tục lệ tốt đẹp gì, nó là một hủ tục cần phải được hủy bỏ. Hủy là hủy thế nào? Tục lệ ở đây cả mấy trăm năm, ngài nhập gia phải tùy tục chứ sao vừa đến đã đòi thay đổi phong tục của chúng tôi. Hà bá mà nói giận thì sao? Xin các vị nghe ta nói hết đã. Vùng này chúng tôi sống gắn với sông nước, tôn thờ hà bá, tục lễ cưới vợ cho hà bá hàng năm, hồng để hà bá vui lòng mà ban lộc ban phước cho dân làm ăn sinh sống. Lễ cưới cũng có đủ ban bệ, người đứng đầu chính quyền, các bậc trưởng lão, bà mối. Người đứng đầu chính quyền ở đây chính là tri huyện đại nhân sẽ đứng ra chủ trì hôn lễ. Xin ngài hãy tôn trọng tục lệ của chúng tôi. Giờ tỷ ngày mai mời ngài ra bờ sông hành lễ. Xem ra không thể thuyết phục họ được rồi, vậy thì ta đành tham gia hôn lễ thôi. Đã đến giờ tỷ, mời tri phủ đại nhân bắt đầu tiến hành lễ cưới. Đưa cô gái cưới cho hạ bá ra đây. Con ơi, con ơi. Sao lại chọn cho ngài hạ bá một cô gái nhan sắc tầm thường như thế? Nếu ngài quở phạt thì sao? Cô này không được. Không được à? Sao lại không được? Là phải tìm người khác. Tìm người thế nào? Thế nào thì các vị phải đi hỏi ông hạ bá chứ sao lại hỏi ta? Hỏi xem ông ấy thích người thế nào. Làm sao mà hỏi được ông ấy? Phiền cụ xuống hỏi ông ấy vậy. Người đâu, đưa vị này xuống gặp hạ bá để hỏi ý ngài. Sao con? Cứu tôi với, tôi không đi đâu. Thả ta ra, cho ta lên. Ông ấy không đi thì phiền ông vậy. Cái gì? Tôi... Thôi, ông ấy không đi thì để cụ đây thay thế. Không, đừng. Cụ là bô lão trong làng, không đi hỏi hạ bá thì sao cưới vợ cho ngài ấy được? Thôi, không cưới xin gì nữa. Ông nói gì cơ? Tôi nói từ nay không cưới vợ cho hạ bá nữa. Vậy bà con về thôi, từ nay hạ bá ở đây không lấy vợ nữa rồi. Đội ơn quan tri phủ. Hoan hô, hoan hô. Chuyện chàng ngốc, ba sa lôi và con lợn rừng. Ngày xưa tại đất nước Rô Đê,
trên dòng sông Buti, một người đàn ông tên là Pakshaloy đang trên đường đi đốn củi. Đến giờ ăn cơm rồi. Chà, thật thoải mái. Chà, no quá. Thôi, no quá rồi, cất tạm đây vậy. Mình chỉ cần những cây lớn thôi. Chặt chừng này là đủ rồi. Mình phải về thuyền lấy rìu. Có lợn rừng ư? Đúng là một con lợn rừng, may quá trời. Thật tuyệt vời làm sao. Mình đem con lợn rừng này về nhà nuôi, chẳng bao lâu nó sẽ sinh ra một đàn lợn con. Này, bác Saloy, ông có gì ở trong sọt thế? Con lợn rừng. Chúc mừng anh. Lợn rừng rất khỏe, mình không cần phải lo lắng nó bị bệnh hay ốm yếu. Chẳng mấy chốc những con lợn con sẽ lớn, mình có thể đem nó ra chợ bán lấy một khoản tiền để sửa nhà, trong khi vẫn giữ lại con lợn rừng này, thật là lãi to. Bác Saloy, ông có gì trong sọt thế? Con lợn rừng. À, thật là món hời. Bác Saloy, ông có gì trong sọt thế? Con lợn rừng. Bác Saloy, ông có gì trong sọt thế? Con lợn rừng. Nó là con lợn rừng, có gì mà phải hỏi nhiều thế chứ. Nó mà thức giấc chạy mất là hỏng ăn. Bác Saloy, ông có gì trong sọt thế? Nó là một con lợn rừng, hỏi gì mà hỏi nhiều thế không biết. Ôi, thế là mất tôi con lợn rừng rồi. Mình đã cẩn trọng như thế mà chỉ vì một phút tức giận, mọi thứ đã thành vô ích rồi. Chiếc xe đạp không gác ba ga. Tập trung nào các em. Các em, để chuẩn bị cho giải đấu giao lưu sắp tới giữa các trường tiểu học, thầy sẽ chọn vài bạn tham dự thi đấu với tư cách là đội hình chính thức. Wow, mình sắp được đi thi đấu rồi, thích quá. Hai em Khôi và Nam sẽ là cầu thủ dự bị của đội. Các em phải tập luyện chăm chỉ đấy nhé. Cầu thủ dự bị ư? Chắc mình chẳng được đá chính thức rồi. Mình không muốn làm cầu thủ dự bị. Chào ba mẹ, con đi học về. Ừ, Khôi đi học về đấy hả con? Ơ, thằng bé Khôi sao thế nhỉ? Em này, hình như con có chuyện gì buồn thì phải. Em cũng nghĩ thế. Mọi hôm nó về đến nhà là vui vẻ lắm cơ mà. Thôi được rồi, để anh lên hỏi con xem sao. Vâng, mình ghét phải làm cầu thủ dự bị. Con trai, có chuyện gì khiến con buồn vậy?
Con không muốn làm cầu thủ dự bị. Bình tĩnh nào con trai, kể rõ cho ba nghe xem nào. Trường con sắp có giải bóng đá giao lưu với các trường khác, nhưng con chỉ là cầu thủ dự bị thôi. Mà cầu thủ dự bị thì sẽ chẳng bao giờ được đá chính thức cả. Một đội bóng sẽ chẳng cần cầu thủ dự bị. Con trai à, sao con lại nghĩ như vậy chứ? Cầu thủ dự bị thì cũng là một thành viên của đội bóng mà. Không, con không thích là cầu thủ dự bị. Cầu thủ dự bị thì chẳng có danh hiệu gì. Được, ba sẽ chỉ cho con hiểu. Đi theo ba nào. Dạ. Đi nào con trai. Khôi, lại đây con. Vâng ạ. Khôi này, con có biết đây là cái gì không? Dạ, đây là bàn đạp ạ. Vậy nếu ba tháo cái bàn đạp này ra thì chúng ta có đi được không? Con nghĩ là không. Nếu ba tháo ra thì làm sao mà chúng ta có thể đạp xe được ạ? Con trai, thế đây là cái gì? Là gác ba ga phải không ạ? Đúng rồi. Vậy bây giờ ba sẽ tháo cái gác ba ga này ra thì chúng ta có đi được không? Nếu vậy thì chỉ một mình ba đi được, vì ba không thể chở con ạ. Vậy con nghĩ cái bàn đạp quan trọng hơn hay cái gác ba ga này quan trọng hơn? Con không biết ạ. Chúng ta đều quan trọng như nhau con ạ. Giả sử chiếc xe đạp này mất đi cái gác ba ga thì chúng ta vẫn có thể đi được. Nhưng chúng ta chỉ có thể đi được một mình mà không thể chở được bạn bè, người thân hay là đồ đạc của mình những khi chúng ta đi dạo hay chúng ta đi mua hàng. Tưởng chừng như ta không cần đến cái gác ba ga này, nhưng mà thực chất nó cũng quan trọng như những bộ phận khác. Nó cũng có chức năng và tác dụng riêng của nó con à. Nhưng thế thì có liên quan gì đến việc con là cầu thủ dự bị ạ? Cầu thủ dự bị cũng giống như cái gác ba ga này con à. Nếu thiếu đi một cầu thủ dự bị thì đội bóng của con vẫn thi đấu được. Nhưng khi có một cầu thủ ra sân vì mệt mỏi hay chấn thương, thì khi ấy cầu thủ dự bị lại là người rất quan trọng. Thì ra cầu thủ dự bị lại quan trọng như vậy. Những bộ phận tưởng chừng đơn giản hay những cầu thủ với vai trò dự bị của đội bóng đều ẩn chứa những giá trị và ý nghĩa như những thứ lớn lao khác. Vì thế mà nó cũng có giá trị riêng. Bất luận con có đóng vai trò nào đi nữa thì hãy cố gắng làm tốt có thể con nhé. Vâng, con hiểu rồi ạ. Nào, giờ hai cha con ta đi dạo nhé. Dạ. Xe hỏng. Hay quá, cố lên. Nhà cậu đẹp thật đó, vừa rộng lại còn siêu sang. Phải đó, đúng là con nhà giàu có khác. Sướng thật, ước gì tớ được như cậu. Có gì đâu, các cậu cứ nói quá. Ba mẹ tớ rất hay đi công tác. Tuần sau ba mẹ tớ lại đi công tác một tuần. Bọn mình lại tụ tập nhé. Nhất trí luôn. Hôm nay ta sẽ chơi tẹt ga luôn. Này các cậu, sáng mai thi đi. Biết tính sao giờ? Ôi giời, kệ nó. Tí về tính sao đi. Nè, chơi ván mới đi các cậu. Nhất trí. Cẩn thận, quản lý ký túc xá mà tóm được thì bọn mình tôi là cái chắc. Ôi, hôm nay vui quá, công nhận. Ôi, hai mắt dính vào nhau rồi, giờ mà được ngủ thì còn gì bằng. Tớ cũng chẳng kéo nổi hai mắt ra, làm sao đây? Sáng mai thi rồi, tớ chưa ôn chữ nào hết. Tớ cũng thế, thầy Black sẽ đánh trượt cả ba đứa mình mất. Có cách gì để xin hoãn buổi thi lại không nhỉ? Hoãn á? Này, tớ có ý này, các cậu. Cách gì? Nói mau đi. Đơn giản lắm, mai ta chỉ cần bảo chúng ta đi đám cưới buổi tối. Trên đường về bị thủng lớp xe, lại không có bánh dự phòng. Ba chúng ta phải đẩy xe suốt cả đêm mới về được tới trường. Không lẽ với lý do chính đáng như vậy, thầy Black lại không thể hoãn thi lại cho chúng ta? Hay quá, lý do nghe rất hay và chính đáng đấy. Cậu siêu quá. Thế thì giờ chúng ta cứ yên tâm mà đi ngủ thôi phải không? Chính xác, ngủ thôi. Ngày mai cứ thế nhé. Ok.
đến giờ thi rồi. Có ai biết Mark, John và Tom ở đâu không? Sao giờ này vẫn chưa thấy ba cậu ấy nhỉ? Dạ, chúng em không biết ạ. Thưa thầy. Sao thế? Có chuyện gì với các em vậy? Ừ, thưa thầy, chúng em xin lỗi. Tối qua bọn em đi đám cưới một người bạn. Không may trên đường về bị thủng lớp xe, lại không có bánh dự phòng. Ba chúng em đã phải để xe suốt cả đêm mới về được tới trường ạ. Dạ, đúng là như vậy. Chúng em đã phải thức cả đêm và giờ gần như kiệt sức. Thầy rất thông cảm khi nghe chuyện này. Em biết giờ đã tới giờ thi, nhưng chúng em mình không còn đủ sức để làm bài. Thầy có thể... Chuồn chuồn ớt. Đấy, biết ngay mà. Hậu đậu như cậu thì sao bắt được chứ. Thôi, để tớ bắt cho. Được rồi này Hà ơi. À, cậu siêu quá Minh ơi. Chuyện, tớ mà lại. Mang dây đây tớ buộc cho mà chơi nè. Hà ơi. Dạ, con về đây ạ. Con mang chút bánh này sang biếu cô chú Tư nha. Bảo đây là quà bố cháu mới đi công tác về mua biếu cô chú. Dạ vâng ạ. Đội cái nón vào kẻo nắng đó con. Bố mẹ cháu chu đáo quá. Cho cô chú xin nhé. Cho cô chú gửi lời cảm ơn. Dạ không có gì đâu ạ. Thôi cháu về đây. Hà ơi, cầm về này. Nhớ là chơi xong phải cởi cái dây cho nó bay đi. Kẻo nó chết mà tội nghiệp. Hà nhớ chưa? Ừ nhớ rồi. Chị Nhàn đang làm gì đấy? Có định trồng cái gì không mà nhổ cỏ chỗ này sạch thế chị? Có định trồng gì đâu chị. Tôi chỉ nhổ cỏ này cho bọn trẻ nó có chỗ sạch sẽ để mà chơi thôi mà. Chị đi chợ về à? Vâng, từ ngày có cái Hà về đây, thằng bé Minh nhà tôi vui hẳn ra đấy chị à. Xưa kia thì lầm lì, cả ngày chẳng nói với ai câu nào cả. Nhà tôi phải nói là trong cái rủi cũng có cái may chị à. Mua được chỗ đất này nhà chị, vừa với túi tiền lại gần trường học, chứ không thì không biết gia đình ở đâu nữa. Thôi thì sông có khúc, người có lúc chị à. Mãi nói chuyện tí thì quên mất. Lát nữa chị bảo cái Hà sang đây, tôi múc cho bác canh chua nhé. Tôi vừa đi chợ mua được mẻ cá béo lắm. Lát nữa nấu canh luôn cho tươi ngon chị à. Vâng ạ, con Hà nhà tôi thích ăn canh này lắm ạ. Cảm ơn chị nhiều. Mấy hôm sau. Trời ơi, vậy ư chú? Để đến bây giờ mới bán thì tăng gấp 3 lần ư? Trời ơi, tôi bán cho người ta gần năm nay mất rồi. Đấy, tôi bảo có sai đâu mà. Nếu chịu để đến bây giờ thì có phải giàu to không? Cũng chỉ tại ông nợ nần như chúa chổm nên mới phải bán vội mảnh đất ấy đi. Nếu để đến bây giờ có phải là giàu to rồi không? Hay bây giờ bà sang bên đó nói với họ xem có trả thêm được chút nào không? Mới bán chưa được một năm mà giá lại tăng lên nhiều như thế. Ở đâu ra cái chuyện lạ lùng như vậy cơ chứ? Mua bán có giấy tờ hẳn hoi, chứ có phải trò trẻ con đâu mà nhà bên ấy định làm trò mèo ấy chứ. Thôi thì cũng phải thông cảm cho người ta tiếc của, nhưng lỗi đâu phải chúng ta chứ. Lòng tham vô đấy, từ giờ không có hàng xóm láng giềng nữa, kẻo sau này lại rầy rà lắm chuyện. Và cả cái cửa thông ở tường rào giữa hai nhà nữa. Từ giờ bà cũng lấy khóa khóa luôn vào cho tôi. Hà, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được chơi với thằng bé Minh đó nữa cơ mà. Con có biết bố mẹ nó ra chợ, nói những lời lẽ quá đáng như thế nào về nhà mình không? Mẹ,
Nhưng bạn Minh, bạn ấy tốt mà mẹ. Tốt cũng không được chơi với nó nữa. Con mà không nghe lời mẹ thì từ bây giờ đừng có ở trong cái nhà này nữa, nghe không? Vâng ạ. Trời ơi, hình như là... Ôi, đau quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.